tiên tiên ăn gian, quay tiên tiên ăn gian, ăn không hết, giấu trong người, bây giờ mới biết nha. Gian gian là bóng xạ chị đúng không chị? Chị học tính của anh Kim Tử Long đúng không chị? Không có cái đó. Anh Kim Tử Long tôi không có chuyện đó, cái này là tình thương mới thương, chị Trinh tôi mới để dành cho anh Trinh, để dành cho anh Kim Tử Long. Ăn gian trí tuệ, ăn gian trí tuệ. Không. Anh tôi không ăn đi à, chị đưa ăn gian thôi nha. Đó chắc có lẽ là ở chung với nhau cho nên bị lây thì sao á. Mới ông ra đi. Uống nhựa hoa sen hân hạnh đồng hành cùng mấy ấm gia đình Việt. Cuối cùng anh cũng bị ăn hai miếng mè sừng. Thì trả lại nè. Trời, cái miếng tôi có chút xíu à. Một bát bỏ vô hai cái miếng. Trả lại cho Linh. Phải chứ một cái miếng nó nhỏ. Hòa Hiệp rất thích ăn mè sửng giống gì. Và sau cái chương trình này Hòa Hiệp không dám ăn mè sửng luôn. Sao? Vừa mệt, vừa thở không nổi. Mà giọng hai cái mè sửng này nó cứng ngắc. Tại thực sự là nó dẻo gì mà tại vì trời lạnh như thế này, trời mưa như thế này. Cho nên nó làm cái cục mè sửng này cứng ngắc luôn chị. Không, thật sự mè sửng rất là ngon. Nhưng mà với cái người phụ nữ á là mình phải ăn tém nó lại một chút. Ủa sao chị vậy? Sao bây giờ mình tự nhiên mình không có thi ăn cái mềm dẻo ngon nè. Tại vì mình tốn mình ăn hồi nãy cái hơi nó đi, hơi của mình nó lên. Mình khó chịu. Còn bây giờ ăn rồi nhưng mà đúng rồi. Và sao cái chương trình này Hòa Hiệp không dám ăn mềm sụn luôn. Em tiên tiên ăn gian. Quay tiên tiên ăn gian, ăn không hết. Giấu trong người, bây giờ mới biết nha. Gian gian là bóng xạ chị đúng không chị? Chị học tính của anh Kim Tử Long đúng không chị? Không có cái đó. Anh Kim Tử Long tôi không có chuyện đó. Cái này là tình thương mới thương. Chị Trinh tôi mới để dành cho anh Trinh. Để dành cho anh Kim Tử Long. Ăn gian trí tuệ. Vậy? Ăn gian trí tuệ. Không. Anh tôi không có ăn đi à. Chị đưa ăn gian thôi nha. Đó chắc có lẽ là ở chung với nhau cho nên bị lây thì sao á. Anh Long lúc trước chơi chương trình này cũng ăn gian lắm á chị. Lúc mà chị đi chơi á, anh Long có dặn gì không chị? Không, chị không biết. Anh Long chỉ có nói rằng là coi chương trình là quay lâu. Đó, sợ là quay lâu. Nhưng mà chị nghĩ là chương trình quay rất là đúng giờ luôn. Trở lời đến chồng của chị là anh Kim Tử Long là chương trình mấy ấm gia đình Việt quay rất đúng giờ nha. Đó. Do mưa thôi cho nên chậm tí thôi nha. Chị rất là đúng giờ. Rồi anh em ôm lấy lên đi ạ. Chị ơi kiểm tra lại cái mức đã đúng về vị trí đầu chưa chị? Ủa anh Hiệp đang làm gì á anh Hiệp? Thấy là trời mưa, thương thương nó nhẹ ra hết rồi. Mà mình chạy vậy á, mình vô tình mình cảm thấy chết ủa. Thấy thương quá, cho nên anh để nó vô nơi an toàn nhất. Đây những con thương, trời mưa nè mình quậy quá. Mình quậy quá mình bơi. Hết đây nè, đây nè tội nghiệp. Nó nho thấy rất là tội nghiệp. Đó, mình phải bắt nó vô. Chứ không là đây, cái chỗ này chỗ chạy thì dễ á. Đạp chi. Thôi coi. Thôi quá. Đó, vô đi không? Để nó đang quay. Nó đây nè. Đó. Mình chạy vô thì mình đạp nó chết. Đó. Được ghê không? Đây mình bắt về làm nóng cháo xương. Uống nhựa hoa sen, hân hạnh đồng hành cùng mấy ấm gia đình Việt.